Xin chào tất cả anh em nhé. Thì cũng lâu lắm rồi mình mới bắt đầu lên một cái bô tân hòa cho xe Way 110 cho anh em thẩm. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu với tất cả anh em một cái bô tân hòa đít vát kiểu 2543 lên cho Way 110 móc nhẹ nhá anh em nhá. Đây, đây là mã của cây bô 2543 tân hòa này. Đó, được chưa anh em? Đấy, mã rất là đẹp và bô thành vách thì anh em không phải chê rồi. Rất là dày dặn và cái bô tân hòa này nó là có tiếng rồi anh em nhá. Thì ngày hôm nay con này lên móc nhẹ giả tiếng 2543 thì bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng này và anh em thẩm nhá. Đó, thì anh em nghe và thẩm tiếng nhá. Cây này ấy thì là bên mình lên theo cầu của khách hàng nhá. Ví dụ như anh em đi Way 50cc này, đi gym này, đi Way 110, đi Sirius này. Đấy, hoặc là các dòng xe số phổ thông. Anh em muốn lên bô tân hòa như thế này thì anh em cứ liên hệ qua cho bên mình. Bên mình có người làm, có thợ làm cho anh em theo cầu của anh em luôn. Anh em lên xe kiểu nào thì bên mình sẽ chế cho anh em kiểu đấy. Đó, và có một điều mà mình muốn chia sẻ luôn ở trong cái video này đó là cái gì ạ? Đó là cách lắp bô. Thì anh em lưu ý giúp mình nha. Ở đối với cái dòng mà bô tân hòa đít vát này này, hoặc là hàng 253 Sài Gòn nhá, nó sẽ không có cái tai để bắt từ đây lên đây, nó sẽ rất là xấu. Thì chúng ta sẽ để ý này, ở đây thì nó sẽ có hai con ốc ở cây bô. Thì chúng ta khi mà bắt cổ lên cái máy xong thì là chúng ta để ý xem là cái chân con ốc đầu tiên của cây bô nó nằm ở chỗ nào. Cái báng này thì anh em khoan một lỗ, sau đó là anh em tống cái chân con ốc này sang bên kia bắt ốc lại là xong, nó rất là chắc chắn và đẹp anh em nhá. Và đây là cái thành quả mà khi bên mình lắp xong này. Đấy, cái bô nó rất là trường và rất là dài và rất là đẹp luôn anh em nhá. Đấy, thì mình quay cái video này để chia sẻ với các bạn, bởi vì có nhiều bạn là không biết cách lên bô làm sao để cho nó đẹp. Và nhiều bạn nhận hàng về bảo anh ơi của em sao lại không có cái tai, không có đâu. Cái này là mình sẽ bắt theo cái kiểu như thế này. Và có rất là nhiều anh em làm như này và rất là đẹp anh em nhá. Thì ngày hôm nay mình quay video để chia sẻ với tất cả các bạn về cái cây bô này, để anh em xem và một lần nữa để anh em biết được cái cách lắp để làm sao mà khi chúng ta mua về là chúng ta biết là ở cái bô của chúng ta lên xe là nó sẽ như thế nào anh em nhá. Trưa nay tiếp tục thì mình lại lên sóng cho anh em một con Way 110 lên màu xanh dương phai trắng. Đấy, màu xanh phai trắng. Thì chiếc xe này thì nói thật ra với anh em là cũng đã rất lâu rồi mình không quay video lên sóng những con xe mà dán đổi màu như thế này cho anh em xem. Đấy, thì đợt này là cũng có ông chăm chỉ hơn. Đấy, cũng có ông chăm chỉ hơn là quay video, chịu khó quay video để chia sẻ lên cho tất cả mọi người. Vì thật sự với tất cả các bạn là trong cái thời gian vừa rồi mình rất là bận, nên là cũng ra video nó không đều đặn. Cái thứ hai là cũng lên sóng ít xe hơn để cho anh em ngắm, thì là mình cũng hơi lên ít video, nên là anh em hết thông cảm. Ngày nay thì buổi trưa thì mình quay cho anh em, lên sóng cho anh em một con xe Way 110. Đấy, lên xanh phai trắng. Đó, và cái mẫu tem này là một trong những mẫu tem mà nói thật với tất cả các bạn là bùng nổ, nó là rất là hot trong năm nay. Đấy, từ năm ngoái đến năm nay nó vẫn là rất là hot. Đấy, thì ở chiếc xe này thì ngoài cái việc là lên một bộ tem chùm xanh phai trắng thì cũng lên một số những cái con ốc rất là đẹp. Đấy, mình có thể quay qua cho anh em xem. Đấy, nguyên cái ốc dàn máy, ốc dàn áo này. Đó, Oppo các thứ này. Thì như anh em có thể thấy rằng là nếu như mà chúng ta đi một chiếc xe mà lên thêm điểm, thêm những con ốc titan lên xe ấy, thì nó cũng rất là đẹp và có điểm nhấn anh em nhé. Thì mình quay video này để cho anh em tham khảo nhá. Thì những anh em nào mà ví dụ như là đang muốn lên đồ như này thì anh em có thể tham khảo thêm. Thì ở đây thì bạn ấy lên hai cái màu ốc anh em nhá, lên hai màu ốc. Màu ốc đầu tiên thì là màu tím và hai là xanh lục bảo. Đó, mình quay để chia sẻ với tất cả các bạn. Và cũng có lên thêm một đôi thụt nai. Có một điều đặc biệt nữa là ở cái chiếc xe này thì mình không thấy là, cũng giống như cái xe trước mà mình quay video cho anh em ấy, đó là cái con xe này thì không được ốp cái tán. Đấy, cái tán để nó to bằng cái gọi là cái lóng đèn ấy, nó to bằng cái chân thụt này. Ngộ nhỡ đi mà nó không có cái gì giữ cái này thì nó sẽ bị văng ra nhá. Anh em lưu ý nhá, nếu lắp bô lắp thụt anh em phải lưu ý cái này, nó rất là quan trọng đấy. Nhiều khi anh em đi nhanh mà nó bị văng ra là rất là mệt người. Đấy, nó ảnh hưởng đến cả tính mạng của anh em đấy. Đó, thì thực sự với anh em là hôm nay là trời nó, thời tiết là nó cũng ok hơn. Nó không mưa, hôm nay là thời tiết không mưa nữa, nên là cũng có tí cháo để húp. Nhân thể quay video và giới thiệu với tất cả anh em.
Ok chưa ạ? Đấy thì ngày hôm nay mình quay video và chia sẻ với tất cả những các bạn nhá. Những bạn nào mà đang có nhu cầu muốn lên tem đồ chơi các thứ thì anh em có thể liên hệ qua cho mình. Kèm ra đấy thì con này có một quả đèn Zinpass xanh lục bảo này, xịn nha anh em nhá. Zinpass của hãng. Đó, thì đối với những cái chiếc đèn như này thì sẽ được bảo hành 1 năm. Đấy, lỗi 1 đổi 1 nhá anh em nhá. Đấy, rất là đẹp. Đèn này thì bao đẹp bao sáng rồi. Đó. Tay dạo này xấu quá anh em ạ. Mưa gió dạo này tay xấu quá, nhăn nhăn nheo như tay ông già. Ok chưa? Cảm ơn anh em. Rồi từ giờ đến chiều mình sẽ lại quay cho anh em những clip hay ho để cho anh em tham khảo về xe anh em nhá. Lòm dòm thôi. Tháng cùng lắm được khoảng vài chục cây. Nhập về hàng trăm cây nhưng mà bán được mấy chục cây thôi. Đấy, tiếp tục thì mình lại về một lô bô cho anh em nhá. Đa phần đây thì là toàn là bô 2543 Sài Gòn. Móc sẵn và để zin cho anh em rất nhiều nhá. Đấy, bạn nào mà anh em mà muốn lên bô thì anh em có thể liên hệ qua cho bên mình. Rất nhiều bô đang về anh em nhá. Dự là sẽ bão bô cho anh em luôn. Nên là anh em nào mà ví dụ muốn lên bô, lên đồ chơi thì cứ liên hệ qua cho shop mình nhá. Đấy. Hết chưa anh? Nứt thùng này à? Đấy. Ok anh em nhá. Bạn nào mà mua bô thì nhớ liên hệ qua cho Chocolate Black. Mình sẽ quay video thực tế. Mình bóc một cái bô, một cái tải bô. Mình bóc một cây ra cho anh xem cái chất lượng bô như nào anh em nhá. Đấy. Rút thử một cây ra để cho anh em xem. Ở đây thì hôm nay thì về ít anh ạ. Này 3, 4, nó có 5 tải thôi. Đây 5 tải, trong kia 3 tải. Mỗi một tải là 10 cây. Đúng rồi, mỗi một tải là 10 cây, 8 tải là 80 cây. Số lượng rất ít, con thua. Bóc nhẹ thôi để con tận dụng lại cái đấy để đóng hàng cho khách. Mày bóc thế thì nó thiếu vỏ thì mày lấy ở đâu ra? Hả? Thằng củ chuối này. Thằng là thằng củ chuối. Bóc cẩn thận không? Đến lúc là không có ấy đâu nhá. Đừng có đua, đừng có đua với cha chua. Sắp tới thì ở bên này thì mình cũng sẽ làm lại anh em ạ. Cũng sẽ làm lại cái tủ bên này, tủ mới. Rồi, mang đây để cho anh em xem nào. Cho anh em bê bê cái ấy, bỏ cái túi bóng và cái dao đi, không lại đứt tay rồi. Đấy. Úi dồi, tay cầm nào mà ghê đấy. Lấy khăn lau đi, lau đi, lau đi, lau đi. Đấy, để mình lau rửa sạch sẽ, mình quay anh em xem cho nó thực tế. Đấy, nói chung là Quy Black làm là người thật việc thật. Đấy, quay video thực tế cho anh em xem mã các thứ này. Đây là cây 2543 Sài Gòn anh em nhá. Cây này nặng, rất là đẹp, hàng rất là đẹp luôn. Quay thực tế cho anh em xem này. Đấy, mã nhá, cây này thì là nguyên zin. Đây và cái đít bô đây. Và có rất là nhiều anh em hỏi mình là anh ơi cái bô hàng Sài Gòn thì có khuyên không? Thì nói thật với anh em là không có khuyên đâu. Không có khuyên đâu anh em nhá. Đây, đít chữ S này, hàng zin nhá. Và cái bô này ấy, thì là như anh em có thể thấy là cái này là cổ nguyên zin. Cái cổ zin này của nó thì anh em có thể lắp được cho 50cc, cho zin, cho các dòng quay 100. Còn đối với dòng 110 là anh em mình sẽ phải chế cổ. Đấy, sẽ phải chế cổ. Và cây này là cây zin. Đấy, cây này là cây zin. Ví dụ như anh em mình mà muốn móc nhẹ hay là móc căng thì là bên mình sẽ làm theo cầu của anh em nhá. Đấy. Tiếp theo ở trong này thì thùng hàng. Nói chung là hàng nhà mình ấy thì là hàng nhà mình là đi nó đi và về liên tục, nên là hầu như là ngày nào nhà mình cũng có hàng về và hàng đi. Đấy. Và xem là cái khui cái thùng hàng này là hàng gì. Ở đây thì có đèn Zinpass 11 màu trắng này. Đèn Zinpass 11 màu trắng rồi. Giơ lên anh xem nào. Đây, đây là đèn Zinpass 11 màu trắng anh em nhá. Đấy. Cái hàng này thì phải ra nắng nhìn quay nó mới thực tế này. Cái hàng này thì nói thật với các bạn là nó có rất là nhiều màu, nhưng mà để mà nói là mình thích nhất ấy thì là màu trắng và màu đen. Vì màu trắng và màu đen thì nhìn nó giống thật nhất, nó giống hàng xịn nhất. Đấy. Hàng 11 nó như thế này cơ mà. Đẹp long lanh à. Đấy, những bạn nào mà ví dụ học sinh sinh viên, các bạn mà không có đủ tài chính để chơi hàng xịn thì các bạn có thể lên hàng 11, nó cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bạn nhé. Cái thứ hai là quay cái đằng sau để cho anh em xem cái vôn của nó này. Con này thì nó sẽ dao động từ 12V. Đấy. 12V đổi ra là 9W hoặc là 18W. Đấy. Đấy là cái nguồn điện nó sử dụng. Đó. Rất là đẹp anh em nhá. Rất là đẹp.
Hàng này bên mình bảo hành cho anh em cả vào nước hấp hơi nhá. Rời ốc à? Vâng. Để gọn lại xong thì Hiền ơi, Hiền ra Hiền điểm số lượng đi. Xong thì ấy, tìm ở đấy xem nó có. Ở đây thì không biết là thùng này là thùng nào. Vì ở nhà mình sẽ có một bạn là chuyên chuyên đi kê đơn để hàng ra vào. Bỏ cho anh một cái ra. Bỏ cho anh một cái ra. Cái nào cũng đẹp ạ. Lượn chuối cũng đẹp mà lượn titan cũng đẹp. Đây, một cái lượn titan cho anh em nhá. Đồ này là nhiều bạn bảo là đồ titan hay là bảy màu, thì thực ra là các bạn thích gọi thế nào thì gọi. Titan được mà bảy màu cũng được. Đấy. Và đây là cái hình ảnh thực tế của cái lượn. Đấy, cái này là của dòng 110 anh em nhá. Cái này là của 110. Đấy. Hàng nói chung là anh em mà đi, anh em học sinh sinh viên thích chơi loại mà kiểu màu mè như này thì cũng là ok luôn anh em nhá. Đấy. Cái này là nhuộm, hàng gọi là hàng mạ thôi. Đó, em ơi cho vào túi bóng đi. Cứ để đấy đi, xong thì tí nữa thì cho vào túi bóng đi, không có nó lại xước. Nói chung là nói thật với tất cả các bạn là ở shop mình ý thì hiện tại bây giờ là buổi trưa, nó rơi vào tầm khoảng 2 giờ. Đấy, tầm 2 giờ hơn 2 giờ một tí. Thì nhà mình về hàng bô rồi đồ chơi. Nói chung là ngày nào tầm này nhà mình cũng về hàng. Ngày nào nhà mình cũng về hàng. Và ngày nào cũng có hàng đi. Đấy. Về hàng thì cũng phải bỏ ra để kiểm lại hàng hóa xem nó có thiếu thừa nào không. Rồi thì ABCXYZ. Đó. Ở trong này thì cái tủ này thì sắp tới là mình cũng sẽ thay bằng cái tủ giống như trong kia. Nhưng mà ở ngoài này nó sẽ có tủ kính để mình trưng bày những cái quả đèn, à có những cái quả bô nổ anh em. Sắp tới thì mình sẽ kinh doanh thêm cả bô nổ anh em nhé. Làm thêm cả cái mảng bô nổ. Thế nên là anh em nào mà muốn chơi bô nổ thì cứ tìm đến Quick Black. Bô nổ, bô móc là bên mình làm hết. Năm nay là mình sẽ đầu tư một cái tủ ở bên này nữa, bỏ cái tủ kính này đi và làm một cái quả bô, làm một quả bô nổ, tủ bô nổ ở bên này. Đấy, thì những anh em nào mà ví dụ anh em mà không thích chơi bô móc thì anh em có thể nhảy sang chơi bô nổ. Ok hết nha anh em nhá. Mình chuyên là Wave X-Size. Đó, Wave X-Size Gym. Đấy, đồ của ba cái xe đấy thì anh em nào mà ví dụ như anh em mà có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ qua cho bên mình nhá. Và video cuối thì cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành ủng hộ shop, mà mình sẽ cố gắng là mỗi ngày mình ra một video đều cho anh em. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều. Trời bắt đầu là nghe có vẻ muốn mưa rồi anh em ạ. Đấy, trời nghe chuẩn bị muốn mưa rồi. Ok em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ mình vào mình kiểm hàng cùng anh em nhá.